Học Phật rồi càng cảm nhận vì vấn đề sanh tử. Tự nhiên con người nhìn ra vô thường, tự nhiên cái sự đấu đá hơn thua càng ngày càng giảm tối đa. Chỉ có thấy trách nhiệm con người mình đến với cuộc đời này, làm những việc gì ý nghĩa được thì cố gắng mà làm tặng đáy lòng mình thôi. Chứ ngoài ra mà tranh giành cái gì ở cuộc đời này mà tranh giành. Nên những đức thật sự mà nói, học Phật mười mấy năm nay cảm nhận, quý vị cảm nhận được là do gì? Gần quá nhiều con người, nuôi nhiều người già và nhìn cái sanh cái chết của người già, cái khổ đau của nhiều người mà gặp mình nói cả đời lam lũ cực khổ, mong kiếm tìm của cải vật chất, cuối cùng thì khi của cải có rồi con lại ngỗ nghịch trở ngại với mình. Bữa đó gặp cái cô của nó, con lấy của cổ 30 mấy tỷ, còn miếng đất mấy chục tỷ, nó nói rằng tối ngày đeo máy niệm Phật không mà học chịu buông xả đi. Con nói trong bụng, nói mày ngộ ghê, mày đã dứt mấy chục tỷ rồi mà bây giờ mày còn muốn tao buông xả cái gì? Tao đeo máy niệm Phật tu tu chứ tao cũng khôn chứ, chọn mặt rỡ vàng chứ tao đòi bỏ vô tàu bậy tàu bạ hả? Mình học Phật mình cũng khôn chứ. Ví dụ như bây giờ một cái thùng bể mà kêu mình đổ nước vô, mình dạy quá có đổ bao nhiêu thì nó cũng có đậu miếng nước nào đâu. Thà chúng ta làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời nó còn đặc biệt hơn nhiều. Quý vị hãy tự mà suy nghĩ đó, quý vị coi tích lũy cả đời cuối cùng được cái gì đâu, còn bị trách hờn trở ngại nữa chứ. Nên từ nơi đó mà nhìn cái vô thường gì, thấy thôi cuộc đời mình bây giờ có được nhân duyên này đặc biệt quá. Bản thân mình cố gắng trong cái lúc mà mình đang đương thờ, đang làm được tiện bề này, làm sao mà trong cái cõi này thuận tiện hoài cho quý vị. Nếu như quý vị có phước duyên cực kỳ lớn, quý vị mới thuận tiện hoài. Đại lão Hòa Thượng Tịnh không hành đạo cả đời, lang thang đầu này đầu kia đầu nọ khắp nơi nơi, nay chỗ này mai chỗ nọ, có ở yên một chỗ đâu. Không lẽ cái phước mình lớn đến mức mà không tưởng tượng được mà cứ mãi mãi được bình yên gì sao quý vị? Làm sao mà mình được như vậy? Đó, nên mình cũng mong làm sao mà bản thân mình có được cái tâm có của cải vật chất mà dám làm cho chúng sanh, cực lực nhiệt tình vì chúng sanh, hết lòng hết dạ thôi. Mong cái nghiệp chướng nặng nề gì nó cũng chuyển thành nhẹ, để mà bình yên tu hành giúp cho mọi người vậy thôi. Nên những đứa cũng tính trước, bản thân những đứa cố gắng lắm quý vị. Mỗi năm nó càng hơn mỗi năm, càng phát triển hơn mỗi năm. Mà phát triển đây không phải là những đứa tích lũy tiền, không phải những đứa có tiền đâu quý vị ơi. Tiền những đứa dùng hết trơn à. Tại vì sao? Mình nghĩ mình biết mà, cái của người ta đưa cho mình cầm giữ gìn là thế nào cũng có quả tay à. Mà thêm cái nữa là có tiền giữ gìn là sợ nhiều thứ lắm, nên rất là lo nhiều thứ. Nên bản thân thà buông bớt đi cho nó nhẹ, và mình tin sâu nhân quả để cho nó tiện tu cuộc đời của mình. Nên những đức tu mới có cái sự an lạc của nội tâm đó quý vị. Chứ nếu như mà nuôi gần 2.000 con người này, những đức phải chuẩn bị một số tiền để dành nhiều lắm mới làm được. Nhưng mà những đức tin nhân tin quả và dạy người trong chùa cố gắng tu tập, và cái gì xài là xài, còn cái gì mà giúp cho người ta được cố gắng là làm, để cho nhà chùa phước báo nó tăng lên, để mình mãi mãi có cơm ăn áo bặn để mà mình yên tâm mình tu. Nên gặp một con người mà dẫn dắt mình vậy mình mới khỏe. Chứ nếu gặp như mà nó ham tiền, nó mám tiền, nó giữ, nó cắt không đó, không có làm đâu. Dễ gì mà chịu làm. Nhiều người lắm chứ không phải là ít đâu. Dù là người tu mình dính vô danh lợi rồi khó buông ra lắm. Nên con người người ta bị danh lợi chói buộc, khó buông lắm quý vị. Có danh có lợi là bo mọi cách để giữ gìn cái danh lợi đó, không có buông đâu. Mình là bị cái bệnh này nè, mình khó giải thoát lắm. Bo giữ cái danh cái lợi. Còn những đức phan hả, nói tới chỗ này, thường là tại sao mình thường đưa ra những cái hình ảnh giống như khùng ba trợn, biết không? Vì xả ra đó, cái cách xả ra đó quý vị. Tại vì người ta thường là giữ cái hình ảnh càng ngày nó phải càng đẹp hơn, càng ngày nó phải càng mà làm sao mà nó càng hoàn chỉnh. Những đức nói trong cái cuộc đời này đâu có hoàn chỉnh. Trước nhất chúng ta đập cái hoàn chỉnh của mình đi, để cho người ta về sau nhìn mình bằng một cặp mắt nó hơi nhẹ lại một chút. Chứ đừng nên ta đặt mình vấn đề thần thánh quá. Đặt vấn đề thần thánh quá mình có chuyện gì phiền phức mà nó mau có chuyện đến với mình. Tại vì vấn đề thần thánh quá. Nên những đức người ta quý thích những đức, mà người ta gần những đức thì cũng như anh em hoặc bạn bè, hoặc là người hướng dẫn, người ta thích vậy đó. Mình nhẹ lại một chút, giảm vấn đề thần thánh quý vị.
Chứ nếu không người ta tưởng là mình cao siêu gì lắm, thấy kinh khủng lắm. Nên mình đập những cái hình ảnh đó bớt đi. Nên đưa ra hình ảnh khùng khùng điên điên đồ, qua chợn đồ kể nó đi. Miễn sao mình tồn tại có thời gian lâu còn ngon hơn. Chứ thật sự mà nói, chia sẻ Phật pháp nhiều gì, nếu muốn trao chuốt văn tự thì việc này có khó gì đâu. Giống như thuộc lòng trong tâm hết thôi. Nó nên càng ngày càng đơn giản phức cho rồi. Nên những đức mong quý vị học Phật cũng vậy. Trong cái thời cuộc này mình học Phật được một chút nó phá hết trơn đó. Có một chút đổ hết. Kế bên mình á, nó đổ mình sạch luôn. Tu hoài cũng không được gì. Nên phải tin sâu nhân quả thì đỡ đi cái chuyện hờn trách người ta. Chứ nếu không nó nói tôi quá nhiệt tình, tại sao đối xử với tôi gì? Mình quá nhiệt tình nó đối xử với mình vậy thì nghiệp mình mới tiêu, phước mình mới tăng. Mình đã thiếu nợ người ta mà bây giờ mình kể lễ làm gì? Thật sự mà trong cuộc đời bị thiếu cái gì trả nấy à. Nói hoài câu này cũng không thừa nữa. Thiếu tình thì trả tình, mà thiếu tiền thì trả tiền, mà thiếu mạng thì trả mạng à. Thiếu cái gì trả cái nấy. 100% quý vị bị thiếu bao nhiêu nụ hung thì bị trả bao nhiêu nụ hung. Thiếu nhiều thì trả hung nhiều, mà thiếu ít thì trả hung ít. Nên có nhiều bà nói rằng chồng con không thương con gì hết, thầy Như Đức nói bà thiếu nó ít, nó đòi ít. Nó nhìn cái mặt bà nó không muốn hung, tại bà thiếu ít, ai mà hung. Còn nó thiếu nhiều, bà thiếu nhiều thì nó gặp bà nó đè nó hung chung 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 liên hung lịa. Có cái bà kia bà nói thầy giảng công nhận đúng thiệt, con già đến mức mà con nhìn mặt con mà không còn cái gì nữa, mà chồng con không thương con hung chung 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 mặt con. Già vậy đó mà ông hung vậy đó thầy, thương gì đâu mà ông thương kỳ cục, mà lớn tuổi rồi ông thương dữ lắm. Nhưng Đức nói gì bà nợ, thiếu nợ tình dày quá, tới bây giờ vẫn còn thiếu nhiều quá. Còn nhiều bà mà mặt mày còn ngon lành mà chồng nó không ngó ngàng tới, nó không liếm láp một chút nào, mà bà cũng buồn nữa. Quý vị ơi, chúng ta bây giờ học Phật nghe quý vị, đừng có bị những cái buộc ràng này. Buồn chi vậy, nó kỳ cục quý, hung 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 thì thôi, buồn cái gì? Nghe không? Tuổi thăng đồ khóc lóc được, bị cô đơn tuổi khóc được, ghê gì? Thấy chưa? Nên mình hiểu sâu nhân quả là học Phật hay nhất. Hiểu sâu nhân quả là học hay nhất. Người ta sinh con thì con người ta hiếu, còn mình sinh con mình bắt hiếu. Người ta sinh con thì con người ta làm, có tiền đưa răm rắp. Còn mình sinh con nó làm nó xài hết, nó còn gì nó bòn tiền của mình. Mình làm mình không dám ăn mà nó ăn. Mình trách nó, mình la nó. Mình la nó thì mình tạo nghiệp mới. Tại mình thiếu nợ nó. Những đức hỏi vị là vì mượn nợ người ta. Khi vị trả nợ thì vị cảm ơn người ta, chứ làm gì có chuyện vị kêu người ta cảm ơn quý vị. Khi mình mượn nợ người ta, lúc mình đang ngặt nghèo khó khăn mình mượn nợ, thì khi mình trả nợ người ta mình nói à, lúc đó tôi cũng khó khăn, mượn anh số tiền, bây giờ tôi có tiền tôi trả, cảm ơn anh. Lúc đó mà không có anh cho mượn tiền với tôi thì sao? Nó mình làm mình kêu cái người mà mình trả nợ phải cảm ơn mình. Nên mình là thường á, mình không hiểu sâu nhân quả. Nói trồng ớt ăn ớt, trồng cà ăn cà, mà nuôi gà ăn gà, nuôi vịt ăn vịt. Trồng cái gì ăn cái nấy, mà nuôi con gì lụm con nấy. Hiểu không? Hiểu sâu nhân quả đi, rồi học Phật tự nhiên sẽ an lạc à. Bây giờ như Đức hỏi quý vị này, trong cái cõi đời này không trả thì vị trả tam đồ ác đạo, vị chịu không? Trả cõi đời này một, trả tam đồ ác đạo tỷ 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 lần. Trả cõi này đi, nên khổ đau cùng cực te tu tả tơ trong cuộc đời cũng phải vui trả. Phải vui trả. Mình không vui trả cõi đời này thì mình trả trong tam đồ ác đạo à bạn ơi. Không, nhớ kỹ nghe. Những điều này nhắc hoài đi chăng nữa cũng lợi ích nữa. Đừng có sợ thừa. Người ta thường là nhắc những điều cao xa không à, trên trời dưới biển không à. Nhắc những việc cao xa ai làm được. Nên vì sao người học Phật thì đông mà người lợi ích thì ít? Tại vì người ta chạy theo cao xa. Người ta cứ cho người ta là trí thức, người ta cứ cho người ta là người có học vị, người hiểu biết. Những văn tự đơn giản người ta không cần ngó ngàng đến. Quý vị nhớ tổ sư còn nói câu nói bình thường là đạo,
Cái người đơn giản bình dị là cái người tự tại. Cái người cao xa là ít tự tại nổi lắm. Giống như mình sống mà thấp với vật chất thì con người mình nhẹ nhàng. Mình sống cao với vật chất thì mình khổ đau. Có nhiều cô gái đẹp thiệt đẹp mà đi nắm tay với ông già 80 tuổi đi ngoài đường. Ông già đụng răng, hung cũng cho. Tại vì sao? Vật chất cô cao quá. Ngày xưa như Đức Cha thành phố có con bé này nó 18 tuổi. Đời của mẹ nó là cũng là lúc còn con gái ấy, đi bán đời con gái mình lấy tiền. Tới con nhỏ con của cô nó mới không chưa được 18 đâu, nhỏ mới 16 à. Có cái ông kia, ổng khoảng cỡ 55 tuổi. Là ổng nói là bây giờ nó ngủ với ổng đi. Ổng cho chiếc xe hồi đó mà tay ga mới ra, mà xe Attila, Attila vậy đó. Đó, một chiếc xe đó thôi, lúc đó thời đó 22 triệu mấy, 23 triệu gì đó. Chiếc xe mới ra Attila mà đuôi nhọn nhọn đó. Nó vậy mà ở với ổng. Sau này ổng thuê cho cái nhà trọ. Thì cứ đi làm thì sống với ổng, mỗi tháng trả tiền nhà trọ. Cuối cùng 16, 17 tuổi sống với ông 50 mấy tuổi, trả tiền nhà trọ vậy. Rồi lúc nào ổng lỡ chơi thì lỡ chơi vậy. Rồi sau này nhỏ đi làm gái luôn. Tại vì cuộc đời nó đang vậy rồi thì sau này nó đi từng người. Rồi xong nó quen rồi, nó bỏ ông này lấy thằng khác, từ từ đi tới lúc mà nó dạt ra, nó đi làm gái. Nhỏ làm gái luôn. Nó nên từ nơi đó mình thấy không? Vì vật chất. Nó có nghĩa là vì tiền, rồi xong đó, là vì cái đồng tiền đó, rồi vì xe cộ, vì danh á. Bước ra ngoài xe xua như mình là như giống như bà hoàng vậy đó. Nhưng mà cái vết màng phía sau của mình nó tối tăm lắm. Nó thật sự luôn. Nên con người càng nhẹ vì vật chất thì con người sẽ càng tự tại. Con người chúng ta không phải nghèo bị khinh thường đâu quý vị. Mà khinh thường hay tôn trọng là do cái nhân cách con người mình sống mà ra. Nên có con dạy con của mình, biết đủ là thường vui. Nhưng mà phước báo là nhiều. Người sống đơn giản bình dị phước báo lại dày. Nó lại đầy đủ, nó lại nhiều. Còn cái người sống mà xe xua phung phí, nó trước mắt thì vậy chứ khổ kế bên. Nó khổ kế bên đó quý vị. 100% quý vị, người nào mà phung phí là người đó thế nào cũng khổ à. Thì giống như một ly nước mình uống nhanh quá thì nó mau hết thôi. Mình uống rồi mình còn biết cách mình châm nước vào thì uống hoài cũng không hết nước. Nên con người mình trong cái cuộc đời này, mình thấy cái cõi đời vô thường này, nên quý vị cố gắng mà tu tập. Trong cái đời mình nè, nó cùng thời với mình mà có người hướng dẫn mình gì là cũng mừng rồi. Bây giờ khó kiếm một cái ngôi chùa nào chuyên tu tịnh độ. Làm gì có chuyện giảng pháp hoài chứ bị nghe, bị đi kiếm thì có không? Không có đâu. Một ngày nhà Đức mà nhắc 3-4 buổi giảng. Cái việc này là cũng cái việc là quý vị là thấy trong cuộc đời này hy hữu rồi đó, khó gặp đó. Đúng không? Bây giờ quý vị đi đến nhiều chùa mà, ở đây biết bao nhiêu chùa mà nói. Bây giờ quý vị đi đến cả những ngày rằm 15, 14, 15, 30 gì mà cũng không ít bao giờ đem Phật pháp giới thiệu. Giỏi lắm quý vị đến thì cái chương trình gì sám hối gì thôi. Mà đi hoài mình không biết. Không có biết cái gì chứ. Vì có đọc kinh hoài vì cũng không hiểu. Đâu có hiểu đâu. Cái giáo pháp của Phật là do mình hiểu cái nguyên lý quý vị à. Thì mình làm nó có kết quả. Chứ cái nguyên lý mình không hiểu thì giống như mù đi đêm. Nên có nhiều người nói là ông này chứ nói niệm một câu Phật hiểu không à. Không dạy người ta gì sao người ta biết. Có dạy không? Một câu Phật hiệu là niệm là lấy gốc Phật để làm nền tu. Chứ làm gì không dạy. Nói tối ngày mà không dạy. Đúng không? Nó nhân quả nó còn sâu sắc nữa. Nên từ nơi đó mà một câu Phật hiệu lấy cái nền của chữ Phật để mà tu. Là chỉ giữ giác ngộ để tu á. Đúng không? Mà quý vị lấy cái chữ Phật là giác ngộ thì quý vị sẽ giải mã được những cái khổ đau trong nội tâm. Quý vị biết rằng chúng ta khổ đau là gì? Trong cái nội tâm chúng ta nó bị u uất đó, bị buộc ràng đó mà khổ đó. Nếu như mà cái nội tâm mà được quá giải là bị hết khổ liền. Nội tâm mà quá giải là hết khổ. Một người khổ cung cực luôn.
Bây giờ quý vị thiếu nợ thiếu nặng mà không có tiền trả, lỡ cao nhà quý vị luôn, quý vị cũng cừ nữa. Muốn cao nhà mày cao đi, giờ thiếu nợ có tiền trả sao bây giờ? Nhà cũng cào rồi, chửi cũng chửi rồi, có nói gì đi chăng nữa thì mình cũng phải sống. Mà đã là cái gì cũng không có, cái gì cũng không được, thì chúng ta chỉ còn có một cái được thôi, đó là niệm Phật và có nụ cười vậy thôi à. Thấy không? Người ta, nhiều người, người ta nhà cửa, sự nghiệp, tiền bạc, vợ chồng người ta giống như có đầy đủ hết chưa, nhưng người ta lại thiếu về mặt tâm linh, thiếu về mặt tâm linh, và người ta lại không học Phật đó. Còn mình á, thì trong cái cuộc đời này mình hiểu rồi, nó không có bao giờ mà cái gì mà nó tròn vẹn hết. Nó có này nó mắc kia, nó đưa cái này nó mắc cái nọ, sao mà mình đòi tròn vẹn? Nó giàu mà cũng muốn giàu, danh cũng muốn danh, nhà cũng muốn nhà, người đẹp muốn có người đẹp, thằng đàn ông ngon lành cũng muốn luôn. Vậy thì cái gì cũng muốn hết trơn, làm sao được quý vị? Nó được cái này thì nó mắc cái kia à. Nên từ nơi đó mình đừng có đòi hỏi nó tròn vẹn, tại vì cái phước báo của cõi đời này làm sao tròn vẹn. Hiểu được những nguyên lý này rồi, quý vị trong hoàn cảnh nào, quý vị biết quý vị đã từng tạo ra được bao nhiêu thì nó hưởng bao nhiêu. Có những người mà khổ đến mức mà quý vị có bệnh ung thư mà còn nghèo, mà thiếu nợ, mà gặp gia đình người thân lại không biết lo đó, quý vị thấy không? Khổ đến mức mà gọi là muốn chết phước cho rồi để hết khổ, nhưng mà chết đâu có hết khổ. Cái khổ đến mức như vậy nó chỉ khổ một, nhưng mà chết đi nó khổ gạ vạn tỷ lần. Kinh không? Nên chúng ta phải có một cái pháp tu để giải được cái tâm, giải cái tâm của mình. Nên những nguyên lý này vì hiểu thì vì học Phật được lợi ích. Nhiều người học Phật lắm mà không có được lợi ích, không có được lợi ích đó. Nên có khi đi đến chùa, cả cái người tu hành của mình mà họ tạo ra cho mình có một cái sự hiềm khích với nhau phát triển. Đến chi? Canh với nhau để mà cúng dường, canh với nhau. Còn cái này Nhân Đức nói thẳng với quý vị nghe, quý vị muốn canh nhau chuyện của quý vị. Ai mà đi làm cái chuyện tầm bậy đó anh chị, thuận nhau thì nói thêm vài câu chứ, không thuận thì chuyện ai nấy tu. Đừng có nghịch nhau, đừng có ghét nhau, làm gì cho nó mất công đi. Mình học Phật mà, mình muốn giảng sanh mà, bữa nay chơi người này, mai chơi người kia, mốt chơi người nọ hoài làm gì? Chúng ta đều là bạn đồng tu không? Thấy không? Thì cái câu nói hợp nhau nói chuyện thêm vài câu, còn không hợp với nhau thì đừng có ghét nhau. Nó, nên á, mình học Phật nó khác cái người không học Phật. Đừng có mang cái tâm ghét ai để trong tâm, đừng có để cái thứ đó trong tâm. Mình để cái thứ đó trong tâm là mình để độc trong tâm đó. Nói hoài vậy chứ mình cũng đem cái độc để trong tâm. Thích à, thích vậy đó. Lạ như vậy mà, thấy không? Nên phải nhận thức cực kỳ sâu sắc đi. Những đức nói mình mà học Phật mà vui rồi, khỏi cần chơi với ai cũng vui. Thật sự mà nói, ngoài đời hồi xưa đi ăn nhậu mà còn có bạn ăn nhậu đồ lê lết với nhau chơi, vô trong đạo đi cạo đầu tu kiếm bạn khó lắm, ngộ ghê lắm. Kiếm bạn chơi chung với nhau, người tu khó lắm mấy vị ô. Nó lạ ghê á. Nên giết rồi mình chơi bình thường luôn, bình thường mình chơi với mình cũng vui. Nên mấy người vô chùa tu đồ, mấy cô đồ nhóc nhóc nhan nhan nấu ăn nó cũng vui, chơi bình thường vui. Nói chuyện cười khơ, nó cười sặc sặc, làm cho mình cũng cười theo. Mấy đứa nhỏ nấu ăn đồ chung với mình, có nhiều đứa nó cười tối ngày, kệ nó, mình làm nó cười tối ngày. Cái công việc đó là cười thôi, việc cười cũng khó làm quý vị ơi. Nó cười tối ngày vậy đó, cười hoài luôn. Lâu lâu mình đang nấu ăn, mình đang cầm cái sạn, mình đang sơ, nó cười lên cái mình giật mình buông cái sạn.
mình thấy cái tuổi nó hồn nhiên, nghĩ là cũng hay ghê. Nếu mình lớn tuổi mình được như nó vậy thì đặc biệt quá trời luôn. Thấy không? Sợ con người mình á, càng ngày càng lớn thì càng ngày càng khổ, càng ngày càng lớn thì càng ngày càng lo nhiều thứ, không biết lo cái đó rồi cũng đổ đi đâu, rồi tích lũy được cái gì. Thấy không? Nên bận tâm suốt cuộc đời của người, nó hình như là đi đến cái cõi đời này là khổ quý vị ơi. Không khổ là không được ha. Không khổ là không được, phải khổ thì mới được. Không lẽ là vậy ta? Có thể chúng ta không khổ được không? Có thể chúng ta khổ ít. Chứ nếu không khổ cái gì chứ thì không có. Tại cái nhân tố khổ trong cuộc đời quá nhiều. Nhưng mà có thể học Phật mà nhìn nhận thì khổ ít lại. Khổ ít lại. Chứ làm mà nó cũng phải tính toán, nó cũng phải lo công chuyện. Lây quay bên nay mùng 7 phải không? Mùng 10 thì mừng thọ hòa thượng, tổ chức bên đại tùng lắm. Những đức thì bên cái khâu nấu ăn, nấu ăn lo lắng, bên chuyện mảng ăn uống, mảng đó cũng dữ dằn lắm rồi đó nghe. Nên hòa thượng năm nay cũng 83 tuổi rồi, thì ngày cũng vui, mấy điểm chùa người ta tu ở đông đúc, giờ cũng đang xây chùa dưới kia, giờ chắc lay quay cũng chuẩn bị đào móng xây chùa ở đây quá, chắc cũng không lâu nữa đâu. Nên những cái gì làm được thì làm phước cho rõ. Mình làm xong rồi mình lập trình cái hết. Cuộc đời mình qua đi, việc mình cũng xong trách nhiệm. Còn người sau ở lại tiếp nói, chuyện đó là chuyện của họ. Quý vị ơi, chúng ta đừng có nên nặng cái vấn đề cho đời thứ hai. Hãy lo cái đời thứ nhất của mình đi. Cái đời thứ nhất mình còn lo chưa xong, lo đời thứ hai cho nó mệt. Đời thứ nhất là cái trách nhiệm của mình đang làm, cứ cố gắng. Đó. Rồi mừng thọ hòa thượng xong rồi lay quay với Quan Âm tới rồi. 17 thấy vô chương trình với Quan Âm rồi. Hôm nay mời đông lắm á. Nhiều đoàn khắp nơi nơi tập trung về. Nhưng mà nên phát động chương trình lên. Cơ hội đó để cho nhiều người biết Phật pháp, nhiều người biết tu, thỉnh từ Phật đem về. Một cái chặng lễ với Quan Âm mà giống như mấy ngàn bộ tượng Phật đi đến từng nhà người ta, quý vị thấy có ý nghĩa, có là ý nghĩa rồi đó, nghe không? Rồi máy niệm Phật đồ tặng cho người ta, rồi ta đặt máy nghe pháp, đèn bông sen đem đi khắp nơi nơi, rải khắp nơi nơi đến chùa mình nghe pháp mấy ngày. Nên có duyên được làm trưởng đoàn phát động chương trình lên, nếu có điều kiện thì bỏ tiền ra thuê xe cho người nghèo đi ra đi tu. Làm đi. Những đức nói mấy anh em sau này có xây chùa xây, còn cái chuyện mà làm việc mà tu tập mà pháp thí đồ cũng phải làm, chứ không phải là lo xây chùa mà không làm đâu. Lo xây chùa mà không làm cái đó là nó nghiêng đó, đừng nói chuyện dẫn chơi. Nên mình phải làm rộng, làm điều hết, không có bỏ điểm nào hết chứ. Làm từng mặt phải làm hết. Còn làm không được thì thôi, mà làm được cứ cố gắng mà làm, nghe không? Với Quan Âm xong rồi là lay quay vài tháng thôi là tới Phật Đản mùng 8 tháng 4. Năm nay cái lễ Phật Đản những đức hình thành trong đầu mình một chương trình lễ với Phật Đản, mà cái lễ Phật Đản cũng lớn năm nay, mà tổ chức đúng một ngày, ngày 8 tháng 4 đúng một bên chùa bên đây. Ở chàng ba bên đây bữa một nguyên ngày từ sáng cho tới tối kết thúc chương trình. Mà cái chương trình Phật Đản năm nay là có tấm Phật, nhưng mà ví dụ như trong chùa như đức lựa tăng ni trong chùa với cư sĩ nam cư sĩ nữ trong chùa để đại diện tấm Phật,
Còn tất cả những người kia thì chương trình mình đầu tiên là ví dụ như niệm Phật. Niệm Phật xong rồi chia sẻ Phật Pháp. Chia sẻ Phật Pháp xong lễ Phật 45 phút. Rồi chương trình tắm Phật, tất cả Phật tử đứng lên. Ai cũng cầm một cái đèn bông sen, tặng mọi người cái đèn bông sen, đưa cao lên nhìn. Cái lúc tắm Phật thì đại diện người trong chùa một không gian nào tự cứu tắm Phật. Rồi máy chiếu chiếu lên nó điều hết cái không gian mình tổ chức. Rồi người ai cũng cầm một cái đèn bông sen đưa cao lên gì để tưởng nhớ ngày mà Đức Thế Tôn đến với cõi đời này. Đem cái giáo pháp giác ngộ thì cũng như là bông sen. Bông sen là thanh tịnh, biểu trưng cho thanh tịnh. Nên ngày đó chúng ta tặng cho mỗi Phật tử cái đèn bông sen nữa. Đúng không? Một cái chương trình Phật đản mà hơi bị lạ nhất luôn. Mà như Đức tin chắc quý vị là một hoàn cảnh cực kỳ đẹp, trang nghiêm. Đúng một ngày một, trước một ngày một. Thì quý vị biết rằng là mình á, vừa lo cho người trong chùa mà phải nghĩ tới cái chuyện Phật tử bên ngoài tu tập. Mà cái những đức rất quan trọng đó là gì? Đem cái tịnh độ này cắm từng nhà cho quý vị. Vì nhớ, trong cái thời cuộc đời của những đức là đem cái tịnh độ, cái cách hướng dẫn như đức nó rất gần gũi, rất gần gũi nghe. Nhớ, sau này cuộc đời những đức dù có gặp một cái kiếp nạn gì, vì hãy nhớ kỹ lại những lời những đức nói là những cái những đức hướng dẫn quý vị mà chân thật áp dụng quý vị sẽ được lợi ích rất là lớn. Nghe không? Còn nếu như quý vị đá đổ phế hết vô luôn hoàn toàn thì gán chịu. Tại vì sao? Vì cái đó là cái lợi ích cho quý vị đó. Vì cái những đức hướng dẫn quý vị là cái mà bản thân những đức học và làm có được lợi ích rồi đó. Nên cái nói và cái hướng dẫn quý vị là được lợi ích rồi đó. Và cách tu đó là nó đã ổn định rồi đó. Cứ vậy mà tu đi. Rồi chân thật gầy dựng tính nguyện cho cực kỳ mạnh mà tu tập. Được rồi đó, đừng có đi tìm nữa. Thật sự mà nói cuộc đời của người ta một thời quanh quanh liệt liệt. Sau này người ta có như thế nào đi chăng nữa, hãy nhìn lại cái thời điểm thành công người ta mà nhìn ra. Đúng không? Trong cái cuộc đời này như một con diều bay cao cỡ nào nó cũng rớt xuống à. Chúng ta phải công nhận điều này. Phật đã nói mà cái cõi này thành trụ ngoại không, thân thì sanh già bệnh chết. Nó không có một cái gì mà trong cuộc đời này tồn tại hoài chứ. Không thể nào bảo vệ nó hoài được. Đức Phật khi còn tại thế, giáo pháp của Đức Phật thịnh. Nhưng Đức Phật nhập Niết Bàn là giáo pháp càng ngày càng suy. Một vị tổ sư nào cũng vậy. Khi còn tại thế thì cái vị trí các ngài ở thịnh. Nhưng mà khi các ngài tịch đi thì tự nhiên cái đó nó suy. Đó là cái đức các ngài quá lớn đó nghe. Còn mình mà cái phước đức mình nó ít. Khi mình còn tại thế nó vẫn là gặp nạn trong cái hoàn cảnh mình ở luôn. Nó vẫn suy. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên từ nơi đó những cái việc ở trong cái cuộc đời này mình nhận thức được thì mình sẽ hiểu liền. Không có một gia đình nào giàu mà giàu hoài chứ. Nếu như quý vị mà khéo léo tu phước duyên thì nó thịnh lâu. Còn nó mà không khéo léo là nó nhất thời rồi nó nghèo lại. Nhất thời nó nghèo lại quý vị. Nên mình mà có phước, mình biết tu phước duyên, mình biết tạo phước duyên, mình biết làm những cái phước duyên. Nên bản thân những đức nói mình hiểu rồi. Mình đi đến với cuộc đời này, khi sanh ra, những đức nói ai trong chúng ta khi sanh ra cũng có miếng vải nào che thắng đâu. Đúng quý vị. Thì những đức hỏi quý vị, cả đời mấy chục năm chúng ta tích góp, khi mình một hơi thở thở ra không hít vào, quý vị có cầm theo được gì không? Chỉ có tội phước cầm theo. Nếu mà tạo phước thì cầm phước, mà tạo tội thì cầm tội. Nhưng quý vị để ý phải công nhận là vì cái của cải vật chất mà mình tạo nghiệp quá nhiều không? Nó dối, nó gạt người. Quý vị ơi, cái người mà đi kiếm tiền khó thế nào nói thật được lắm quý vị à. Từ khi hiểu Phật Pháp sâu sắc lắm mà vẫn dính. Không có hoàn toàn nói thật được đâu quý vị ơi. Mà nếu mà không biết Phật Pháp là chúng ta bất chấp thủ đoạn luôn đó. Chỉ cần chúng ta có tiền là chúng ta sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn. Để chỉ cần có tiền thôi. Thì quý vị coi, của cải vật chất thì không cầm theo mà tội phước cầm theo. Vậy thì mình nếu mình mà không tạo phước nhiều thì mình cầm tội nhiều. Mà cầm tội nhiều thì đi đến cái cảnh giới tội lỗi khổ đau. Quý vị thấy không? Ngồi mà suy nghĩ kỹ thì bản thân mình sẽ nỗ lực liền. Phát tâm biết tu phước tu duyên, mà làm đúng nơi đúng chỗ, phù hợp, làm liền. Đó. Nên tại sao mà Như Đức làm hoài, làm suốt như vậy, làm mạnh luôn á. Là tại vì sao? Vì hiểu rồi.
lấy của thập phương để tạo phước thập phương và tu duyên phước thập phương. Nên người trong chùa mình mà họ hiểu là con đường này họ nỗ lực họ đi với lắm. Đây là lúc đương thờ của họ đó. Đương thờ. Có một cái gia đình có cha mẹ ông bà ở trong chùa, gia đình của chú Tâm Bảo Tháp. Hôm bà cô ở mắt. Xong rồi dòng họ bên ở miền ngoài người ta vô đông lắm, 40+ người. Cái đám nó phải thuê thêm chiếc xe 45 chỗ, 50 chỗ. Thì vị biết rằng là họ khi vô mà họ nhìn quý thầy quý chú trong chùa mình mà người nhà họ mắc mà tắm rồi liệm rồi những đức làm lễ rồi kính quan tài ra, họ nói chú Tâm, họ nói ủa sao trong đây mấy ông thầy lạ quá vậy? Lạ là sao? Khác nhiều ông thầy mà tôi thấy. Họ nói ở ngoài vùng của họ đó có những ngôi chùa nuôi heo nuôi cá, khi lễ lọc xong đem heo đem cá ra bằng thịt để đãi. Quý vị biết rằng nhiều ngôi chùa miền ngoài người ta ăn thịt, đãi thịt chứ, đãi cá thịt chứ, hiểu không? Nhiều lắm chứ quý vị, nó ít hả? Người ta thấy vậy, người ta vô chùa mình thấy khác quá. Rồi thêm đó là người ta nói rằng là đâu phải dễ gần gũi, người ta có một cái sự phân biệt dữ lắm đó quý vị. Còn chùa mình quý thầy đi làm việc cho mọi người, đi lo cho người ta, đi làm việc. Chùa mình là khác nhất là vì sao? Vì cái này là do từ những đức rèn ra. Từ những đức rèn ra. Bác Hồ khi ngày xưa còn sống, Bác Hồ nói câu: mình làm chức phận là mình làm việc cho nhân dân. Cái người tu mình không có khác đâu quý vị ơi. Cái người tu mình là đúng ra mình làm việc cho người ta đó. Tất cả những cái phương tiện của mình mà để mà mình áp dụng đa phần là làm việc cho người ta không đó, không có cái gì hưởng thụ chứ. Vì coi bản thân của những đức đó, không có đi đâu một năm giờ, không đi đâu chơi cả. Người ta ngoài đời là người ta nói đi chơi mới là hưởng thụ, ăn nhậu hưởng thụ, đồ đạc này đồ đạc kia, đi ăn uống này đi đâu này đâu nọ, du lịch này kia là hưởng thụ đúng không? Quý vị thấy bao nhiêu ngày tháng quý vị biết như đức có đi đâu chơi đâu, vì thì hưởng thụ cái gì bây giờ? Cái chợ Mỹ Xuân như đức còn chưa biết nữa, như đức ở ngay đây mà cái chợ Mỹ Xuân như đức không biết cái chợ Mỹ Xuân ở đâu, thì bị biết như đức có đi đâu đâu. Bây giờ mà từ đây mà chạy ra ngoài Vũng Tàu mà như đức có chừng chạy lên thành phố không biết đường đi luôn, không biết gì cả. Nên nhiều người ta hỏi chùa này ở đây đi, chỗ này chỗ kia, chùa được như đức tưởng là mình là ông thầy chắc biết chùa đó như thế này, đố mà biết ở đâu luôn. Chùa sau lưng này bao la mà tôi có biết chùa nào đâu. Phật tử từ Hà Nội mà ta còn biết cái chùa Sao Hè đây nè, ta biết chùa đó là chùa gì, còn như đứa có biết đâu, như đứa có đi đâu đâu biết. Thì vị coi rõ ràng cái người tu của mình đó, là phục vụ người ta, quý vị ơi, nhiệt tình hết mình lo cho người ta. À. Mà ngộ cái vị làm gì, quý vị sẽ có cảm nhận với đạo nghe, nó có niềm vui với đạo lắm nghe, mà không có thiếu thốn tình người gì đâu, người ta thương mình lắm, người ta thương mình dữ lắm. Có cái bà đó, bà nghe những đức giảng, bà nói bà cũng không có giàu gì mấy đâu, mà bà lấy vàng bà làm một con cọp, con hổ á, cọp hổ vậy là một phải không? Ừ, bà làm lấy vàng bà làm con hổ con cọp gì đó, rồi bà tặng những đức, có nói rằng là con mong thầy mạnh mẽ như hổ. Rồi một ngày nào mọc thêm cái cánh nữa, hổ mọc thêm cánh nữa thì còn ai bằng. Bà tặng những đức rồi ký cộm tiền, bà nói bà không có giàu gì mấy đâu, mà con thấy thầy làm tượng Phật thầy tặng người ta con thích quá, nó con cúng dường cho thầy một cây củi cho thầy làm tượng Phật thầy tặng cho người ta. Nó, những đức nói con cộp này tôi cũng bán luôn, làm tượng Phật để con cọp làm gì, đúng quý vị? Bà nói tôi con cúng dường thầy con cọp, thầy mỗi ngày thầy ngắm thầy nhìn đó, thôi tôi nhìn Phật nhìn cọp chi, làm con cọp nhỏ nhỏ bằng vàng đi bà lớn nè, nó đứng mắc cười lắm, nói mày hả cọp
tao giết mày luôn cọp ơi. Nó rồi bây giờ ăn uống thì có gì đâu, y gan các cụ giờ ăn y rang luôn mà còn đi nấu ăn luôn. Nó chiều nay nè qua bởi tôi nấu món ăn hết xím xò luôn đẩy mà. Không mà nấu ăn cũng vui ghê quý vị ơi. Mình có không ngờ sao bây giờ vô bếp nấu ăn lại luôn á chàng, cũng vui. Giờ vô bếp nấu ăn sắp cái chùa là ổn định gọn hơn luôn, đâu vào đó hết trơn. Tới giờ đi tu lên chánh điện tu hết trơn, gọn hơn bếp đó. Nên từ nơi đó mà thấy cái chùa bên hộ pháp này đâu vào đó hết trơn, gọn hơn hết rồi. Chánh điện đồ lên tu đồ đi ra đàng hoàng gọn hơn, sắp xếp lại hết trơn đó. Bà già nào mà dành chỗ ngồi là cứ như là xong luôn, xong đời lệ thủy, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Tại vì sao đặt trách cho 6-7 người ở trên trên điện á, sắp xếp mỗi ngày, giờ đâu vào đó ngồi đàng hoàng chứ hả, đâu có giác. Bên hộ pháp mình như cái gốc vậy quý vị ơi, cái gốc mà nuôi mấy điểm chùa ở đây á, hộ pháp. Nên như đứng sắp ra nó đàng hoàng luôn, nên đâu vào đó hết trơn. Còn lớp đệ tử quy những đức dọn hết trơn, dọn giường hết luôn, để cho thứ bảy rồi cho người ta nằm ngủ ở, xong người ta tu xong chủ nhật ta về hết, trở lại hoàn cảnh bình thường, duy trì đâu rồi đó ở bên đó ổn định. Sắp lại trong vòng một tháng giêng này đâu vào đó hết trơn, xuống bếp nấu ăn mới hợp tới giờ. Sắp nhà bếp đâu vào đó hết trơn, mấy cô đồ được đi tu, điều chỉnh các cô không phải nấu ăn hoài mà ai cũng được đi tu. Nó bản thân mình cố gắng vô đó mình lăn lộn mình nấu ăn trong đó, thấy không? Mà bây giờ nhờ nấu ăn mà được mấy cái video nấu ăn quý vị ơi, mấy video nấu ăn cũng hay, ta coi cũng đông, thấy không? Nó thêm được chút xíu đó nữa, vừa làm việc được mà vừa thuyết pháp được trong công chuyện, rồi lại vừa niệm Phật mà an lạc. Bây giờ sáng thức sớm một chút, ở trên phòng lễ Phật chút hay xuống nấu ăn. Chứ mình mà không lễ Phật mai mốt lễ không nổi thì sao, kẹt nữa. Gán cố gắng lễ Phật chút mới đi lên nấu ăn. Thật sự quý vị biết câu Phật hiệu hay thì quý vị sẽ tự cố gắng à, không có ai cố gắng cho mình bằng mình đâu. Tại mình đã biết nó hay thì mình sẽ cố gắng, chứ làm sao. Còn người ta không cảm nhận được thì kể người ta, chứ tôi cảm nhận được câu Phật hiệu thù thắng. Làm bao nhiêu việc thành công là từ niệm Phật mà ra, từ niệm Phật mà ra đó quý vị. Nên có môn tịnh độ này phải gầy dựng cho cực kỳ mạnh. Hôm qua gặp một cái cô kia, cổ chắc cũng cả năm mấy mà nhìn cô trẻ lắm nghe. Hỏi cô nghe mình giảng pháp mà bà vui, bà mừng, bà quý mình á. Thấy vô nhà ăn cơm mà bà cứ ngồi, bà nhìn mình lum lum, nhìn hoài từ đầu tới cuối bưng chén cơm. Bà xích cái ghế ở trước giữa cái hàng nhà ăn á, bà cầm bà làm nè, nhìn lum lum vậy. Mà có chồng bà đi theo nữa, có chồng bà đi theo nữa. Chàng ô ăn cơm xong bà lỡ bà gặp như đứa bà mừng thấy ghê, bà kêu anh chụp hình cho tôi. Bà vui đừng có nói nữa. Xong rồi những đứa nói chuyện xong này kia chân, xong những đứa lên xe đạp, những đứa chạy về phòng á, bà chạy theo hoài luôn. Những đứa hỏi chồng bà đâu tiêu, bà nói ai biết gì ổng. Kiểu ta nghe mình giảng ta vui quá, ta cỡ mở được nhiều cái vì ta cảm ơn á. Gặp mình nó mừng thích ghê thiệt. Xong rồi được lên tới khu tăng rồi mà lên tới lan can bảo ra còn đứng mới nhìn lên. Tới nào vô phòng đóng cửa mới đi về. Nhưng mà bả vui thì sao đâu á. Thì rõ ràng quý vị ơi, chúng ta nghe giảng pháp mà chúng ta hành trì, dù là chúng ta không có quen nhau đâu quý vị, mà gặp nhau nó làm như nó có một cái gì á, nó gần gũi dữ lắm. Nó gần gũi dữ lắm quý vị à. Còn nghe mà không làm, nghe dù có ở sát bên nhau cũng không có cảm giác gì chứ. Nó bị gì á, nó giả giả gì á. Đây là những đứa cảm nhận được đó quý vị. Có những cô kìa, mà nghe mà thật sự không có làm, mà giống như họ lương tâm không có đúng như cái họ nghe. Gặp nhau nói chuyện là giống như lời nói của họ nói ra với mình là nó giả với nhau vậy.
Nó không có thật được. Những đức nói à thì ra là không làm, không hành trì nè. Bởi vì nói chuyện với nhau không có nói cảm giác như là mình thân thiết. Còn người ta không có quen biết gì đâu, ở đâu xa lạ mà nghe gặp nhau giống như là thân thiết, như là cố hương gì mà lâu không gặp. 100% luôn quý vị. Thân thiết làm sao á? Tại vì cái tính nhận đức là cái tính thẳng thắn, nhiệt tình, rồi mình thật vậy đó. Mà người ta nghe mà ta làm gì thì giữa mình với người ta y rang à. Gặp với nhau cái là nó thân thiết sao đâu á, mà nó vui lắm quý vị ơi. Còn cái kiểu mà nghe mà sát bên mà ngồi mỗi ngày gì nè mà không làm, gặp nhau nó không có nói chuyện được cái gì đâu. Nó làm sao á, nói cái gì đâu không à. Gặp nhau là giống như tránh né vậy đó. Nó phải làm nó mới cảm giác được nha quý vị. Đạo pháp nó phải hành trì thì nó mới thật sự cảm nhận được Phật pháp. Cảm nhận được Phật pháp. Đó là những đứa gặp rất nhiều người Phật tử đó. Nó nên đó quý vị à, ở trong chùa một nơi chứ gặp biết bao nhiêu con người mà nói. Ngày nào cũng tiếp nhiều người lắm, bây giờ nhiều lắm, nhiều đoàn đến lắm. Nhiều Phật tử nước ngoài rồi đến lắm. Nó nên ở một nơi mà nói cũng có đồ ngoại ăn lai rai. Nó Phật tử khắp nơi nơi người ta cũng gỡ kẹo bánh này kia đến. Nên lính lát theo mình cũng hưởng sát. Tội nghiệp quý vị ơi, thì họ theo mình quanh năm suốt tháng có được đi chơi đâu đâu. Mấy cô mình ngày xưa rồi lúc trước á, những đức lâu lâu còn những đức còn chở lại siêu thị cho mấy bà đi vòng ba chơi. Cấm vận mấy bà từ cấp trước tới giờ hơn nửa năm là không được đi đâu luôn. Tết không được bước ra ngoài. Chợ hoa đủ đây có bao giờ đến, như đức nói hoa chùa đẹp hơn. Khỏi đi. Không được đi đâu luôn, bây giờ là cấm vận luôn quý vị. Ở chùa luôn rồi đó, không có được đi đâu chứ. Nó càng ngày càng đi vào cái khuôn cho quen. Thì thôi kệ, mình có cái gì mình thấy đẹp đẹp mình cho cũng vui, hiểu không? Nó lo phục vụ tam bảo. Nó, bây giờ lễ Dưới Quan Âm đồ thì tổ chức bên đây hết dân, nhưng mà nó được cái ngày 20 buổi sáng thì mình cũng có một cái khóa tu ở bên chùa Hộ Pháp. 10 giờ xong, 10 giờ nó xong quý vị. Nhiều đoàn người ta cũng muốn qua Hộ Pháp, qua Hộ Pháp mà không có gì chứ qua bên đó làm gì. Thôi mình tổ chức luôn cái khóa tu mà giống như ngày Chủ Nhật vậy đó quý vị. Thì quý vị sắp xếp được thì mình qua bển mình dự cái khóa tu. Mà có khi cái bữa đó đó nghe là cái bữa nói chuyện nhiều cảm ứng á. Ồ, giỡn luôn nghe à. Nên thêm cái khóa tu đó, nên cho người ta một chuyến đi của người ta nó xứng đáng. Nó chuyến đi của người ta nó tròn vẹn hết mấy điểm chùa. Nó mình tính cho người ta, bản thân nó thiệt chứ làm nhiều nó cũng mệt, nhưng mà do ý nghĩa mà quên mệt. Làm nhiều nó cũng mệt chứ, mà do ý nghĩa mà quên mệt. Vì coi bây giờ lịch những đức là kín luôn. Nó kín đến mức mà nó kín xác luôn. Tại vì coi công việc mình nhiều đến mức gì mà không ai ngờ được những đức mà nói đi nấu ăn được đó quý vị. Nhưng mà không biết tính thì cũng vô đó nấu không được đâu quý vị ơi. Sao có thời gian. Nên nó nhờ những đức á, nấu ăn ngày xưa cũng chuyên nghiệp quen quá. Nên cái khâu sắp xếp của những đức nó quá bài bản. Vô sắp xếp cái gì gọn cái nấy. Nên nấu ăn mau lắm. Chừng 40, 45 phút, 50 phút là xong rồi. Ai mà nấu ăn mà thuyết pháp có chuyện này quý vị u. Nấu ăn mà sao thuyết pháp, đúng không? Nó, nên nó, tâm trí đâu mà thuyết pháp. Nhưng mà do cái việc làm như đức nó sắp xếp tiền. Nên quý vị nhớ, con người mà nhớ Phật niệm Phật mà thường vui, quý vị sẽ thành đạt mọi lãnh vực. Nên những đức bữa đó chia sẻ Phật pháp hôm qua, đức nói một câu, vì muốn độ người thân đó, hiểu không? Chính hành động quý vị chứ. Họ chưa học Phật, chính hành động bị độ được họ hay không là chính mình. Bị vui, bị cười nhiều là bị độ được họ. Ừ, độ được đó. Nhăn mày, nhăn mặt cũng có độ được đâu. Nhăn mày, nhăn mặt mới độ được đâu. Mà nhăn mày, nhăn mặt sống làm gì? Thấy không? Nhăn mày, nhăn mặt sống làm chi?
có ý nghĩa gì đâu. Nó bây giờ hiểu không quý vị? Cười cho nhiều lên, thấy không? Cười giống như bà khùng vậy, khùng mà vui, còn hơn khôn mà buồn. Khôn tối ngày suy nghĩ thủ đoạn này thủ đoạn kia thủ đoạn nọ, nói chuyện chơi với ai cũng là có cách này cách kia. Con người mình sống giết nó khổ đến mức mà chơi với ai nói chuyện với ai cũng tính toán chứ. Ngồi uống ly cà phê với người ta cũng tính là phải có cái chuyện gì. Còn nếu ăn được bữa lẩu thì chắc chắn phải việc lớn hơn. Còn nếu đãi xịn sò nữa thì chắc chắn phải có cái mối đặc biệt nhờ giả. Vì ơi, trong cuộc đời của người ta bị đúng là cả đời chúng ta không biết chạy đi tìm cái gì quý vị. Nó rõ ra chúng ta giống như bị chạy quảng quý vị, bị quảng hốt cuồng chí mà cho mình khôn. Chạy giết mình tính mức mà chạy cuồng chí quý vị, chạy lang thang luôn. Có khi vì một cái danh, vì một cái sự nghiệp gì đó, cái danh. Có khi vì một cái chức phận thôi mà bản thân cũng cực khổ dữ lắm. Chạy đôn chạy đáo. Đừng có nói là người đời, cả người tu luôn. Cũng vì cái danh mà chạy đôn chạy đáo đi nhờ giả này, nhờ giả nọ. Những Đức nói 15, 16 trong đạo tu hành, trong chùa tu. Những Đức nói 15, 16 năm này cũng là một bài học cho bản thân mình. Những Đức nói bây giờ chùa chiền Hòa Thượng xây, Những Đức không có cái danh nghĩa gì mà trong chùa chiền này chứ. Danh nghĩa làm gì? Làm được chuyện thì thôi. Danh nghĩa làm chi cho nó nặng nề. Cái nào có danh có nghĩa là danh nghĩa, còn cái nào nó làm được là làm được. Đặt vấn đề chi nặng nề. Có những người gặp Những Đức nói thầy, thầy lo cho bao nhiêu con người vậy? Thầy không có cái danh nghĩa gì rõ ràng. Lỡ một ngày nào có cái gì, người đi theo thầy khổ. Khổ là do nghiệp duyên họ đã đến rồi thì phải khổ. Đúng chưa? Lỗi đâu phải tội tôi. Đúng quý vị? Tôi làm hết mình tôi thôi, kêu tôi phải bắt buộc tôi phải thêm như vậy để được như vậy, để vì họ. Không có chuyện này đâu. Tôi đã làm hết sức tôi thôi chứ. Đó, chúng ta hãy sống làm sao hết tặng đáy lòng mình đi. Là được rồi. Nên cái câu rất là hay. Chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên. Cứ chọn hết bổn phận đi quý vị. Nên hôm qua ngồi nói chuyện với Hòa Thượng nói một câu: xây dựng thôi Hòa Thượng đứng ngày làm đi, con kiếm được tiền, có tiền con đưa cho Hòa Thượng xây rồi xong. Chứ con không bao giờ mà con đứng ra mà con làm mấy cái đó đâu. Thôi việc của mình cứ duy trì việc của mình, không có đụng vô. Nào ông ngài ông xây quen để cho ông làm đi, có cái duyên đó, duyên của người ta để cho người ta làm. Nó mình làm đây, ổng đi qua là ổng thấy cái này không được kia không được, rồi nó phiền não với nhau mà chết bệnh nghề nghiệp với quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó nên á, muốn giải được cái bệnh nghề nghiệp này cũng không phải giỡn đâu. Ví dụ Những Đức là người chia sẻ Phật pháp quen, mà mấy chú rồi mấy thầy rồi mà chia sẻ Phật pháp mà Những Đức nói cái này không được cái kia không được thì sao người ta làm? Nhưng mà Những Đức phải giải được cái tâm này. Không, mấy ông chia sẻ có cách của mấy ông. Có những người ta thích nghe mấy ông thì tự nhiên có duyên là sao người ta cũng nghe. Nó ngộ vậy đó. Còn nếu như mình bị bệnh nghề nghiệp không thông là mình nói à cái này không được, kia không được, cái nọ không được. Nó lạ vậy đó, là khó làm lắm quý vị. Thôi việc ai nấy làm phước cho rõ, cho nó khỏe. Nên cái tâm trạng mình làm sao mà nuôi được cái tâm an lạc. Không có cái gì quan trọng bằng cái sự an lạc của nội tâm. Nhớ nha quý vị, sự an lạc của nội tâm là quan trọng nhất. Ngày mai chờ có sập xuống một cái rầm, ta ngày nay phải sống cho tốt. Nhớ kỹ. Chứ nhiều người ta gặp như thế ta đều nói những câu nói: Thầy không lo hả thầy? Lo gì? Đông như vậy lỡ không có gạo ăn sao? Ta nói mấy cái chuyện gì đó không ngủ vậy ơi. Rồi thầy không lo hả? Lễ lọc mà đông vậy, lỡ mà cái gì cái làm sao? Sao họ thích lỡ quá. Sao ưa nói mấy câu ngộ ghê. Bao nhiêu lần làm thì cứ làm đi, lỡ cái gì. Sốc kỳ cô của trẻ. Thầy phải dành số tiền nghe thầy. Lỡ mai mốt có cái gì
thì lúc đó có tiền mà giải quyết vấn đề, nó sao cứ lỡ nữa. Không thấy bòi mà thấy lỡ không? Sao họ thích lỡ sao vậy? Ưa lỡ lắm, ngộ lắm quý vị ơi. Chính bản thân nhận thức làm cho quý vị thấy là cái gì? Ông này đương thờ mười mấy năm vẫn là thấy đặc biệt. Quý vị nói có mười mấy năm mà te tua bây giờ này, còn hơn ông không có một năm nào. Đúng không? Cuộc đời con người của chúng ta đi đường, đi được một đoạn đường bằng phẳng thì cứ đi đi. Còn những con đường khác ổ gà hay trong gai thì lúc đó chúng ta tìm cách khác mà đi. Bạn cứ là con đường đi bằng cũng không cảm nhận được, vì cả đời của bạn đến chết luôn bạn không có cảm nhận được con đường nào chân hả? Thua nên giống như có cái ông này, ông gặp với Đức nói là thầy thầy, con nói thiệt, con có một người vợ rất là đẹp, nhưng mà con rất là lo vợ này nó sẽ sốc. Nói cái chuyện gì vô duyên gì đâu. Thì những đứa nói bây giờ ông Phan hả, nói ông sợ con vợ ông xấu, mà bây giờ ông hãy cảm thọ con vợ ông đang đẹp đi. Đúng không? Đang có con vợ đẹp thì hãy sống với con vợ đẹp cho nó ngon đi. Đi sợ con vợ nó xấu, vậy thì những ngày tháng con vợ đẹp không có. Cái câu nãy với câu này nó kết hợp lại là giống là một nguyên lý đó quý vị. Hãy sống như ngày tháng, sống đẹp đi. Đúng không quý vị? Chúng ta đi ngang một cái vườn hoa, hoa thơm cỏ đẹp, thì chúng ta hãy ngắm vườn hoa đi. Chúng ta đi suy nghĩ cái nhà mình á, bị bù xẹ ăn chi vậy? Rất là nhiều người bị cái bệnh này quý vị. Đang có một hoàn cảnh vui vẻ thì nghĩ đến cái chuyện gia đình của mình đang khổ đau thì khóc. Vậy thì bản thân quý vị làm gì có được cái nguồn năng lượng của cái đang thấy tốt? Khổ ghê thiệt. Dù bây giờ mình đang ngồi nghe pháp gì, có những người trong đây bây giờ đang thiếu nợ hay khổ đau te tua nè, hãy buông việc này qua bên đi, hãy cảm thọ cái mà chúng ta đang được ngồi với nhau đây. Đúng không? Vẫn đặc biệt. Cuộc đời tôi đi tu mười mấy năm nay tôi vẫn cảm nhận được cái con đường tu này tuyệt vời. Còn ngày mai ngày mốt cái chuyện đó của nó. Còn tôi cứ là cảm thọ cái việc mà tôi được mười mấy năm nay tôi cảm thấy tôi cũng mừng. Cho quý vị biết chứ, nếu những đức không đi học Phật á, một ngày của cái này cũng chưa có, đừng nói chi là mười mấy năm. Một ngày của cái này nè cũng chưa có nữa, đừng nói chi là mười mấy năm. Được mười mấy năm là đã quá mừng rồi, quá chấp nhận rồi. Đúng không? Con người chúng ta hãy chấp nhận mà cái mình đang được đi, để cảm thấy là quá chấp nhận, quá mừng đi. Nó bây giờ nhà đang giàu bắt đầu là bo bo sợ nhà nghèo lại, thì cuối cùng mình đã là con người nghèo rồi. Bây giờ mình đang khá giả có điều kiện thì mình hãy cảm nhận cái điều mình đang sống gì đi. Mình sống sao cho nó khéo léo, cho nó đàng hoàng thì nó đặc biệt quá. Thường là con người ta bị cái bệnh này đã khá giả dư giả rồi. Nếu mà ngồi suy nghĩ ra cái của cải mà có được thì hai vợ chồng với mấy đứa con này ăn cả đời cũng không hết. Nhưng mà không biết đủ, chạy đôn chạy đáo chạy tầm bậy, cuối cùng mắc của. Phải chi mà làm ít lại, làm từ từ lại, gọn thôi, thì tức khắc tu phước tu duyên thêm được tuyệt vời. Quá tuyệt vời quý vị. Nhưng mà lạ thay, đi nhìn cái ông giàu nhất của cái đất nước, tôi phải lên tới ông đó nó mới được. Cuối cùng nó lên không được mà nó rớt xuống luôn. Không có một ngày tháng nào mà được sống cái hoàn cảnh bình an. Nên những đức nói với vị nghe, cái người khôn nhất trong cuộc đời này là chúng ta nên có những ngày tháng bình an mà sống. Đúng không? Có những ngày tháng bình an mà sống. Nên những đức khi mà gần với Phật tử nói chuyện đồ, ai gặp những đức cũng vui. Vì sao? Quá thoải mái. Có gì đâu. Cái khi mà gặp nhiều cô Phật tử sùng sồn sùng sồn, đến nó gặp nhìn như đó nhìn gì? Mắc cười ghê. Thầy ông Tiếu công nhận thì hồi tối nè đang chạy xe mà 5-6 người,
mà người ta ở đâu, núi núi Bà Trắng gì, à núi Bà Đen, à núi Bà Đen, núi Bà Đen chứ, ừ quên, nó lộn, núi Bà Trắng đó. Mà người ta đi đến đây mà người ta đỡ, người ta ngồi ngay trong cái hàng, cái giường cây á, người ta ngồi ngay cái giường cây ghế đá đó, người ta đợi, người ta biết chắc ai báo là thầy sẽ chạy xe đạp ngang đây đó, vậy đó mà người ta bước ra, ta mừng ghen, ô họ mừng đừng có nói nữa, mừng thiệt là mừng. Nó xong rồi chụp hình đồ vui vẻ, làm kiểu cọ chụp hình đồ làm có cự hơn chết. Họ nói nè, công nhận thiệt, thầy ở trong nhà cũng vui mà ở ngoài cũng vui luôn. Nói rằng thầy ô, ngày nào mà con không nghe thầy giảng con không đứa nào chịu nổi đâu thầy. Ôi gì đâu, họ làm vậy đó. Ờ quý vị ơi, họ chụp vô cái tay mình mà làm nè, làm vậy đó. Giống như họ quá mừng khi gặp mình quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà cả đàn ông đúng vậy, họ thích những đức ngộ. Tại vì sao mình giảng vui quý vị ơi, cách truyền tải Phật pháp mình nó vui á, làm cho người ta cười là hạnh phúc rồi. Quý vị biết rằng ở ngoài mà gọi là danh hài mà quý vị đi mua vé cũng mắc tiền lắm. Danh hài á, còn cái này quý vị khỏi cần mua vé, hiểu không? Mà người ta vui vẻ mà ta truyền tải Phật pháp bằng một cách vui vẻ, truyền tải đi. Những đức nói cho quý vị biết á, một chiếc thuyền mà đi trên nước mà được thông dong tự tại là quý vị biết chiếc thuyền gì không? Chiếc thuyền nhẹ nhàng. Không hiểu nữa à. Một con người mà sống trong cuộc đời này á, bởi vì ông thông dong tự tại là từ đâu biết không? Tâm nhẹ nhàng vậy thôi. Còn giờ một chiếc thuyền mà để dưới nước mà nó đi không nổi, cái máy mà chạy tạch 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 mà đi không nổi là vì sao? Thuyền nặng quá. Nên con người cũng vậy, tâm trạng mà nặng quá làm sao bị sống trong cuộc đời này có niềm vui. Cái vị mà nói chuyện với con người đó vị cảm thấy mệt lắm, tại vì họ nặng quá. Nghe không? Nặng quá xá là nặng. Hiểu không? Nặng chứ mà nặng dữ. Mà nặng đó là cái chuyên chở mà là ở đâu vậy? Cái tâm. Mà cái nặng tâm nó cũng như hư không vậy đó. Mà đem cái hư không mà để vào tâm, vậy mà nó thành nặng. Trong khi hư không nó không có thể tướng, vậy mà đem nó để vào tâm để trở thành nặng, để chấp thành tướng, cuối cùng nó thành thể tướng mà nặng trong tâm. Chứ thật sự thì cái sự nặng nề trong nội tâm nó chuyển hóa cực kỳ nhanh luôn. Nó như lật bàn tay vậy đó. Đây là nặng, đây là nhẹ, đây là nặng, đây là nhẹ. Chuyển qua được hay không là do bạn hiểu hay không. Hiểu không? Đó, những văn tự truyền tải Phật pháp, vì thấy không? Nghe những câu nó quan trọng đó. Để ý thì nghe để ý sẽ thấy quan trọng. Nhưng mà vui mới để ý được. Chứ những đức nói vì nghe, nếu hồi nãy giờ những đức giảng mà ngồi dưới mà ai cũng bây giờ muốn như vậy, vậy thì dễ thôi. Hồi nãy giờ lên á, không bao giờ truyền tải Phật pháp bằng một văn tự vui vẻ mà lên nghe. Không có chỉ tay, thì biết rằng á, giảng pháp mà tay quơ 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 cũng làm cái cách đó cho vị đỡ buồn ngủ. Chứ gặp mà lên mà chúng ta phải cố gắng niệm Phật, hiếu với cha mẹ của mình, là một người Phật tử phải có cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi với oai nghi đúng đắn, gặp quý thầy phải đứng chắp tay cho nó đàng hoàng, khi xá hay chà. Mình nói cái gì người ta cũng có cự. Tại cái này mình giả thiết, nó không có thật, nên từ nơi đó mà người ta cười. Chứ nếu mà mình nói mà mình bắt buộc người ta thật gì, người ta sợ đó quý vị. Tại người ta thấy sao cái gì người ta cũng bị dính có lỗi chứ nha. Nên cái cách truyền tải Phật pháp là thấy cho người ta đừng có lỗi, thì người ta sẽ phái nghe gì người ta thấy không có lỗi. Hiểu không? Mà khi người ta vui rồi người ta mới thấy cái đó là có lỗi, thì người ta tự sửa. À, ngộ vậy đó. Giống như bữa đó những đức chia sẻ Phật pháp mà có cái câu mà những đức đang cúng điếu thực, có hai đứa nó bận đầm bận điếc bận áo dây, nó đứng trước mặt,
Xong Nhân Đức bước ra, Nhân Đức nói: hai con tiểu yêu đứng qua một bên. Rồi sau đó bước lại tôi hỏi: thầy, bộ con đáng yêu lắm hả? Nhân Đức nói: ừ, đáng yêu lắm. Coi trong phim Tây Du Ký mà mấy con bạch cốt tinh đó làm sao đó, có đáng yêu không? Nó kêu tiểu yêu rồi còn hỏi đáng yêu nữa. Đứng ngay trước mặt mình đang cúng yêu thực, nó bằng cái quần ngắn ngủn, nó bằng cái áo dây, nó đưa ra. Mày coi, mày cúng yêu thực mà đứng ngay trước mặt mình, nó ập vô mặt mình mọi cúng cái gì. Mình kêu hai con tiểu yêu đi ra chỗ khác cho tao cúng. Nó mắc cười, nó chạy lên hỏi: bồ con đáng yêu lắm hả? Nó: ừ, đáng yêu lắm. Giống bạch cung tinh vậy, đáng yêu không? Thấy chưa? Mà người ta không giận hờn gì mà ta mắc cười quý vị. Quý vị biết những câu nói này, cái nếu cái người ta nói mình giảng bậy là giảng bậy. Còn nếu như người ta nói mình là người giảng truyền tải Phật pháp vui, để cho những người bạn đồ vậy tránh đi, đừng có nên bạn đồ vậy lợi chùa, thì quá đúng rồi. Đúng không? Nó, mà người ta lại vui, người ta lại thích. Nó, cái cách truyền tải Phật pháp của mình là nó phong phú, nó nhân sinh quý vị, nó thờ đại, nó thờ đại nên nghe thì có khi hơi mắc dạy một chút thôi. Như vậy mà người ta lại phái, người ta lại thích từ sao? Kỳ cục như vậy đó. Quý vị coi trong những bài giảng như Đức Thi giỏi lắm, người ta bình luận chỉ có một hai người, người ta nói tầm bậy người ta ghét thôi, chứ đa phần người ta đều nói thầy số 1, cứ làm vậy đó. Ừ, đi coi đi thì vậy là được rồi đó. Hiểu chưa? Đó, người ta thích mà. Rõ ràng nói thiệt chứ, chúng ta là đã sanh trong cái thời mạt pháp này, căn tính của mình nó rõ ra. Người ta dạy mình không nghe chứ không phải là không dạy. Mình là cái dạng lì đòn không nghe, nên người ta mắng mình mắc dạy. Chứ mình là được dạy nhưng mà mình không nghe à, nên mình phải giảng nó có cái giống như mắc dạy một chút là phải nghe. Lạ lắm quý vị. Ừ, nếu mà trong cuộc đời này quý vị mà vui vẻ an lạc, bị chửi người người ta cũng thích, vì chửi rất đặc. Chửi khoái nghe lắm. Cho quý vị biết nghe, bị chửi người mà do tâm trạng bị bực bội nên chửi người ta ghét quý vị đó. Chứ nếu mà quý vị mà vui bị chửi người ta phái lắm. Bao nhiêu người gặp những đức nói thầy chữ đã ghê, ngộ vậy đó. Bao nhiêu người gặp mà nói thầy chữ công nhận đã thiệt, chữ gì đâu đúng bon luôn mà công nhận nghe phê, hấp phê. Thấy chưa? Nhưng mà người bình thường khác chữ là làm nặng nề luôn. Vì tâm trạng của họ bị nặng nề. Ví dụ như họ sáng si mà mày á, mày thôi mày á, thì vì ai mà thoải mái được. Còn mình chửi mắc cừ, mình làm mắc cừ, tự nhiên mình bước ra mình vừa thấy hai con tiểu yêu chết vào trong cái tao đố ông thầy nào mà nói câu này luôn đó quý vị. Ví dụ như tôi kêu con qua đây cho thầy và cúng như thật một chút, tự nhiên nghe câu đó giờ mình nói mới thấy sượng sượng, nó ngùng ngùng, hai con tiểu yêu chết vào bên đó. Thế lạ chưa? Quá tiếu luôn quý vị, không? À, vậy đó. Mà theo nghe những đức giảng pháp luôn, sau này là không dám bận đồ đó luôn. Xong vậy mà ra ngoài gặp, xong những đức nói nè, mai mốt á, để chùa đừng bận đồ gì con. Con bận đồ gì con đưa ra sạch nhất chứ người. Mà con phe với thầy có ý nghĩa gì đâu, thấy không? Con thấy thầy nè, bận 3-4 cái áo, 2-3 cái quần. Con bận chi mà có 1 cái áo 1 cái quần à? Mỏng manh tội nghiệp con quá, bộ con thiếu giải hả? Nghe nó phái vị. Xong nói từ đó giờ ít ai mà nói con câu này mà con chịu nghe lắm. Mà thầy nói con chịu nghe đó. Thì sao đến bận bộ đồ lam, mà nó may bộ đồ lam ngắn ngủn, mà hai cái tay thì dài, mà cái áo mà nghe chỉ có ngang lưng quần thôi cũng được đi. À, có kệ nó, con người nó thích phe
Ngộ lắm quý vị ơi. Chúng ta biết tu là mình đỡ khoe đó quý vị. Chứ mình ngày xưa mà chưa tu mình thích khoe lắm. Mà có thì khoe thì cũng có được, mà này không có cũng đi khoe. Nó kỳ cục. Vị thấy mà phải cõi đời này chúng ta làm đẹp để làm gì? Khoe chứ gì. Thấy không? Bây giờ có thì cố gắng khoe, còn không có thì làm mọi cách để làm sao có để khoe. Khoe của, tính khoe của lắm. Thấy không? Nó nên cái bệnh của chúng sanh mình là như vậy, thích khoe của. Thấy không? Giờ mà mấy cô đi đến chùa mà Như Đức giảng giết cái mấy cô hết phe cổ luôn. Hết phe cổ luôn rồi. Giờ mà mấy cô mà nghe Như Đức giảng, Như Đức hỏi mấy cô là khi mấy cô ở nhà mấy cô có bận áo dây không? Có không? Màu đó có bận không? Màu đó có mà. Bây giờ nghĩ rồi phải không? Sao không bận đi? Ngoài đời bận đâu, tôi đâu có thấy đâu, bận đại thôi. Thấy không? Nó... Rồi có bận mấy cái quần mà bó sát vô người không? Có. Bữa đó tôi đi ngoài đường tôi thấy có một cái bà ngồi trong đây nè. Trời ơi, lên đồ thấy ghê. Xong rồi Đức chạy sang ăn, bấm cửa nó này. Hay đó lơ. Mình đi ra đường chạy xe nghe, đội nón kết nghe. Nhìn thấy cũng tưởng đâu là chàng trai nào phải không? Không, đi ngang gặp bà bằng đồ lên đồ dữ quá. Quen lắm, ngồi đây nè, quen mặt lắm. Xong bấm cửa xe xuống gặp ấy luôn. À, chết chưa? Không, à, từ từ đó mà. Không, kệ, đi đến chùa miễn sao kính đáo đàng hoàng. Còn mình là người phụ nữ biết tu rồi. Bận đồ cho đàng hoàng. Thấy gì qua Thượng Tinh Không thì nói bận đồ mỏng manh quá, tạo tội nghiệp địa ngục. Mình đi một vòng ngoài đường mình chồng vô tâm bao nhiêu người đàn ông những cái điều tầm bậy. Không phải, hiểu không? Thì bây giờ mình nghe mình hiểu rồi. Mấy cái đồ mà mỏng manh quá ai bận đưa nó bận hết đi. Còn mình không bận nữa. Không bận mà tốt nhất không bận là đừng đưa ai bận luôn. Đưa làm chí? Người xưa nói rằng thấy tiểu thuyết, thấy hình ảnh lộ lẫy đốt. Đi làm chi? Đừng cho người ta tiếp tục coi. Nên từ đó mình cũng có cái tâm đó, mình có phước. Nên những cái người mà bận đồ hở hang đồ này kia nghe, mà những cái người mà đóng những cái bộ phim đòi trị đồ này nọ, cái tội lỗi đó đỏ không biết chừng nào mà đi ra khỏi địa ngục. Tội lỗi này nặng lắm, vì nó chồng vào cái tâm cho người ta. Người ta coi bộ phim đó cái là người ta khởi tâm tầm bậy, người ta làm tầm bậy, đúng không? Nên từ nơi đó mà mình biết tu rồi, mấy cô kính đáo là đẹp, thấy không? Tôi tặng cho cái khăn này là phải hiểu cái ý nghĩa đó, đúng không? Tặng cho cái khăn này là ý muốn nói cho mấy bà biết, mấy bà phải bận đồ theo thời đại cổ trang cho nó kín đáo lại, phải không? Mình bận đồ kín đáo nó có rất nhiều cái thông minh. Thông minh gì? Có thì cũng cắt, mà không có cũng không ai biết luôn. À, thấy chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó bận đồ kín đáo là một cái vẻ đẹp người phụ nữ đặc biệt nhất. Mà cái vẻ đẹp đó có phước duyên. Có phước duyên á nghe. Trong cuộc đời mình chỉ có một người đàn ông mà chúng ta có thể cho họ thấy thôi, đó là chồng mình. Còn những người khác đố cho thấy miếng gì luôn, nghĩ là được rồi. Vậy mình là người phụ nữ gì, mình đi đâu chồng mình cũng yên tâm. Mình đi đâu mình cũng chồng mình yên tâm. Mấy bà cứ vậy đi. Mà mấy ông chồng mà nghe gì, nghe mấy ông nói ông thầy dạy số 1 được rồi đó. Thấy không? Quý vị coi từ đó giờ vị đi đến chùa này có bao giờ mà những Đức rủ quý vị đi uống cà phê không? Có bao giờ rủ đi đâu không? Có cô nào mà những Đức rủ đi đâu không? Không bao giờ. Đúng không? Biết nhau cả chục năm nay có bao giờ đi đâu đâu. Vậy đó mà có chừng quý vị quen những người khác bị đi đó, chứ không phải giỡn đâu nghe. Đi chỗ này đi chỗ kia. Nên những Đức nói rằng những cái ban bệ mà đi hộ niệm cẩn thận. Hồi xưa giờ đi hộ niệm cũng dính cái kiểu như đi đêm hôm quý vị. Rồi bằng đêm hôm buồn ngủ quá cái uống cà phê đồ,
đồ này kia đâu. Rồi bắt đầu chở về, vì đó mà dính. Phàm phu mình nó kỳ lắm quý vị ơi. Đực với cái mà nó gặp nhau là lạ lắm. Nó rất là kỳ cục nghe chưa. Cái kiểu như sùn sồn kiểu này nè, mà thời tiết lạnh lẽo á, đi mơm. Nói không, là mỗi người nó hùng lại chút xíu để sưởi ấm tâm hồn. Nguy hiểm, tại vì ai cũng có cửa hết rồi. Lâu lâu cũng chú cửa một cái, thấy không? Nên từ nó đó mà nguy hiểm nghe chưa. Cả tu rồi đi đi hộ niệm cũng vậy nè. Thôi tốt nhất ở nhà lo tu cho tốt. Còn cái chuyện ai làm được tốt thì người ta cứ làm đi. Đi vòng do tam quắc, đi nhiều, biết nhiều, nghe nhiều, viết coi chừng mắt vương hướng tu. Trước chưa độ mình khó độ người khác lắm. Còn ai làm được cứ làm đi. Mình phận người phụ nữ có chồng rồi, đi đến chùa tu học nghe pháp xong đi về, chứ không có đi khơ khơ, thấy không? Lạng lạng khơ khơ làm chi, thấy không? Chứ đừng có nói mà đi lên chùa xong rồi hẹn đi uống cà phê, uống cà phê giết cà phê tùm lum tùm la, nguy hiểm, thấy không? Đi lỡ chùa tu tu xong đi về, đi về lo gia đình đàng hoàng, trách nhiệm của mình mà, đúng mấy cô? Trách nhiệm của mình. Mà đi lại đây tu tập với những đức thấy là mấy cô là sáng sủa đó, được đó. Tu viết mà thấy mặt mày sáng sủa, thấy mặt hiền. Không biết có hiền hay không mà thấy mặt hiền. Hiểu không? Tu đúng là càng tu nó càng hiền thì nó đúng. Mà vui là hiền à. Đúng không? Vui là hiền. Chứ tu với mọi bà sằng sộ là tu cái gì? Tu là ma. Tu mà sằng sộ, hung dữ, bạo ngược là sai. Thấy không? Tu gì mà chồng nói một câu mà rất là sai. Sai rồi. Là bậy. Thấy không? Tu xong mà chồng về nó chửi mình, nó nói mình này kia mà mình niệm Phật được là tu đó. Lúc đó mới tu. Còn cái lúc này cũng chưa chắc tu nữa. Lúc này ông thầy ông truyền tải một pháp là ông dạy mình là mình nghe rồi, chưa gọi là tu. Tu là lúc người ta chửi mình mới tu hay không, lúc mà nghịch cảnh nghịch duyên mới thật sự có tu hay không. Không, Phật nói trong kinh mà, này các con tu cho nghịch cảnh nghịch duyên thì mới đắc đạo nghe các con. Hiểu không? Quý vị coi như đường tăng đi thỉnh kinh thì thấy nghịch nhiều hơn thuận. Cái việc mà nghịch nhiều hơn thuận thì mới thành tựu chứng quả. Giờ tối ngày muốn giảng sanh không à? Mà muốn ngồi cho ngon lành thì làm sao mà giảng sanh. Nên nói phải có nghịch cảnh, nhưng mà trong nghịch cảnh nó mới là tu. Bây giờ là đang nghe pháp rầm rầm thì cừ đồ vỗ tay đồ la lối um sùm. Về nhà gặp chồng giống nhau, cái bà đó lại Quan Âm Bồ Tát á, lại sưng cái đầu gối 3000, lại sưng đầu gối luôn. Về thằng chồng nó kêu lại, nó nói ê mày đi đâu mấy ngày nay mà nay chân cẳng đi sượng sượng với con. Chồng nói chuyện gì đó, nói gì đó quý vị. Xong nó lỡ nó dạch đầu gối, nó thấy đầu gối sưng dù dù. Nói mày chơi gì mà chơi ác đạn. Người ta đàn ông đi 3-4 ngày đầu gối sưng thì không nói chi. Mày đàn bà mà đi 3-4 ngày mà đầu gối mày sưng hết trơn. Tao thấy mày với đàn bạn gái mày chơi gì mà chơi ác đạn, ác nhân, ác đức. Ý nó nói chơi cái vụ đó đó quý vị. Kinh khủng không? Bà này mới nói trời cái thứ gì nói chuyện tầm bậy tầm bạ trời. Mấy ngày nay đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm muốn chết luôn chứ. Lại 3000 lại, thầy cũng dẫn dắt lại 3000 xin đồ gối. Tôi cầu nguyện cho ông, không nói gì kỳ ông đó. Mày lại, mày mà lại cái gì lại. Bị coi ra tới kinh chưa. Xong á, nhờ những đức là cái bữa giảng đã nói rồi. Bà vừa bị vậy, bà tức chuẩn bị máu lửa đồ chảy ra. Lúc đó bà nhớ lời những đức nói, coi chừng quan gia làm mình đổ phước hết. Bà vừa nhớ lại một cái bà nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa?
Xong ông nói vậy, bà đi sườn sườn mới đi vô, bà im gu mới đi vô. Lau mình tắm rửa rồi xong bà nằm nghỉ. Ông bước vô tiếp tục, ông nói: để tao kiểm tra mày coi. Kinh chưa? Bà anh lợi bà nói như đứa nghe. Nói thôi kệ đi, muốn kiểm gì nữa kiểm. Hiểu không? Thì kinh cho quý vị. Nó bà nói là: thầy ơi, thầy thấy đúng là cái cõi đời nó khổ đau. 3 ngày đến lại Quan Âm là tính ra hơn 4 ngày. Đêm hôm đâu có ngủ ghê gì đâu. Mà thấy thầy lại kiểu đó thôi, cố gắng lại theo. Đầu gối sưng, chân cẳng đùi nhức. Đi sượng sượng gì mà nó còn nói con gì. Xong á, ổng nói con vậy. Rồi xong con nghe lời thầy giảng, con nhịn. Con đi tắm, xong con vô con nằm nghỉ, quá mệt. Con chưa nghĩ được cái gì, nó vô nó đòi kiểm tra con. Nhưng đến đó cuối cùng mà con có cho nó kiểm tra không? Nó giờ đó còn có sức lực gì đâu mà, nó muốn làm thì nó làm. Rồi giúp lúc đó con mới dùng cái phương pháp niệm Phật của thầy, nó muốn kiểm thì nó kiểm. Thì lúc đó con nằm con cứ gì rồi cái đầu này. Con cứ nhép môi niệm Phật. Con cứ nó rồi nó kiểm tra. Kinh khủng không? Vì thấy khổ chưa? Cái thân phận phụ nữ khổ chưa? Nên 48 lời đại nguyện Phật nói là có một lời nguyện là nhàm chán thân nữ. Rõ ràng không? Đó. Nó nghe đi rồi quý vị thấy trong cái nghịch cảnh nghịch duyên mà tu, mình phải chịu đựng chứ sao. Còn cái bà này bà nói nghe, bà có một ông chồng, chồng nó ở dơ kinh khủng. Bà kể như đứa kia, tại mấy bà ưa thích như đứa cái gì bà cũng kể. Mà bà kể bà ưa nên thường nói câu nói là: thầy đừng kể cho ai nghe. Nói tôi nói tôi không bao giờ kể cho một người nào nghe. Tôi kể cho cả đại chúng nghe chứ không kể cho một người đâu. Một người là nhiều chuyện, còn kể cho cả đại chúng là để cho người ta nhận thức, để thấy cái khổ mà có dính mình hay không để điều chỉnh. Kể câu chuyện là để coi mình có dính chỗ nào, chỉnh chỗ đó. Có nhiều bà khổ không đến nỗi như vậy. Mà mình thấy cái bà này bả như vậy, bả còn tu, bả còn vui được thì mình chỉnh mình luôn. Nó chồng mà dơ kinh khủng. Thầy biết rằng nghe thầy, nó để tóc mà nghe chăng cái nách nó dài thòn. Hiểu chưa? Lòng nách cho mấy bà mệt thế ghê. Mà nó đi làm về là nó không tắm gì hết chứ. Mà đất nó dính cục. Ở cái chỗ đó mà dơ tay nó mồ hôi nó đổ nhiều, nó dính cục rồi nó dính theo cái cọng tóc đó, nó là đường. Nghe không? Rồi là nó đi nhậu về xong mà chồng của bả nó là gan giả hết. Mà bằng đêm nó ngủ là nó cứ tháo ra nó để bên. Bà nói rằng: chàng ơi, sống bao nhiêu năm nay là chịu đựng, mà lúc mà cưới là cha mẹ gáp vào, nên từ nơi đó không có nhìn rõ ràng, không có nói chuyện nhiều, mà cha mẹ gáp thì lấy luôn. Rồi cái đêm mà động phòng, sáng lại mới biết này nó gụng găng. Thì gạo đó nó thành cơm rồi, còn cái gì bây giờ. Gạo đó thành cơm rồi. Mà nó nói là răng nó ngộ lắm. Mỗi lần mà bà nói là nó hung bà, là găng nó nhúc nhích vậy nè. Rồi á, nó bực bội quá, nó tháo nguyên cái hàm răng nó để bên. Thấy ghê không quý vị? Đúng không? Kinh khủng thiệt. Vậy mà bà nói với gì đó mà cũng đẻ mấy đứa con cho nó. Giết rồi quen. Mà nó dơ quá dơ. Chịu đựng thầy ơi. Bởi vì mỗi lần mà con nghe thầy nói, Đức Phật dạy: này các con, hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi các con. Con nghe câu này thiệt tình mà có mát lòng mát dạ. Chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi để về cực lạc. Không quý vị, mình là đàn ông hay đàn bà cũng phải kỹ lưỡng một chút. Chứ mình ở dơ cái đó gớm quá. Nó nói rằng nó đi làm về nó không tắm gì chứ mà nó đem nguyên cái nách nó ập vô mặt bà. Nó hỏi thơm không? Mà nếu mà nói hôi là nó quýnh. Bà nói thơm dữ lắm. Nó thơm mùi hành quá cái gì. Kinh khủng của quý vị. Nên mình đàn ông nó nói mình cũng phải kỹ lưỡng. Ăn nhậu gì cũng phải kỹ lưỡng sạch sẽ hay sao. Đúng quý vị. Phụ nữ còn càng kỹ lưỡng sạch sẽ nữa.
Đàn ông mà ở dơ đáng vậy, mà đàn bà mà ở dơ còn ác đạn hơn. Nên mình chuẩn bị đi lễ vía Quan Âm, mình có cầm theo vài bộ đồ, vài cái khăn theo. Nó lại Quan Âm xong mới đi lau mình mẩy đồ, chứ không phải là để mình mẩy mồ hôi mồ kê đi. Đi vòng vòng đi ngủ kế bên ta, chàng ôi chàng. Nằm kế bên chứ ngủ không được. Bản thân mình đang vậy mà làm cho nhiều người ngủ không được thiếu, cũng tội lỗi. Nam mô A Di Đà Phật. Hiểu không? Nói quý vị thấy không? Chia sẻ nó đơn giản nhưng mà quý vị thấy cái khổ người phụ nữ chưa? Dữ dằn lắm. Bao nhiêu câu chuyện kể mà. Nó còn cái câu chuyện mà cái bà kia bà kể mà nói là thằng chồng bà nó ác đạn, sống với nó là mình mẩy thẹo dít đầy. Kỳ cục. Nó là nó cắn. Nó cắn từ đầu tới chân, nó cắn mình mẩy thẹo dít, không cho cắn là nó không chịu. Vậy mà chịu sống, sống với nó hai mấy năm. Cắn đầy mình, vừa lành chưa xong là nó cắn tiếp tục. Vậy mà giết bà nói là giết làm như bị cắn ghiền. Kinh cho quý vị, cắn mà ghiền. Nó cắn theo dít mà ghiền. Thấy chưa? Nó khi mà bà nghe những đức giảng, bà mới thấy đúng là cái khổ người phụ nữ. Quý vị ôm. Nếu nói cái khổ với người phụ nữ nhiều lắm đúng không quý vị? Nhiều lắm. Chứ đừng có bao giờ cho rằng tôi là người khổ nhất trong cuộc đời này. Không có chuyện đó đâu, đừng có nói gì. Còn nhiều người khổ hơn mình nữa. Đó là nhột số câu chuyện thôi đó. Biết bao nhiêu câu chuyện mà nói chèn luôn. Kể với một y áo tuột hết chứ. Kinh quá mà. Hiểu không? Nên bây giờ mà lỡ đây mà ông thầy ông nói chuyện cho vui là cũng mừng lắm rồi. Chứ cuộc đời con nó khổ quá chứ, khổ mà. Bây giờ mà không có nụ cười gì hết hết trời. Sống sao nổi rồi thầy. Có nhiều cô mà lỡ kể chuyện những đức nghe mà mấy bà vừa kể với làm nè. Xong những đức, những đức thấy vậy những đức làm nè. Bữa nay những đức có thêm cái chiêu này mới sáng. Có bà lỡ kể chuyện mới vừa kể với làm nè. Những đức. Sao bà yêu cô mới nhìn chắc chắn mình luôn. Rồi xong bà vừa nhìn cái mình vừa ngưng cái bà làm nè. Cái chuyện đứt này à! Mình còn dữ hơn bà nè, bà nín luôn. Rồi xong những đứt nói bà tắt đài chưa. Lỡ bà nói đài nè, bà hết hết rồi. Tắt đài. Cái đài tôi còn dữ hơn bà nữa. Phụ nữ kỳ lắm. Mỗi lần mà khóc mà kêu thôi nín đi cô, nín đi ha, nín đi, nín đi. Nín đi cô, nín đi cô, chuyện gì còn đâu, chuyện đâu còn có đó. Buông xuống, nín, nín, nín. Mình vừa nghe bản gì mình nói. Xanh mặt xanh mày mà nín luôn quý vị. Bỏ tặc. Cái đài bà đài FM, đài tôi đài ép anh nè, cho bà biết. FM chơi lỡ ép anh không? À! Bà lạng quảng anh ép luôn cho bà biết. Cho bà biết. Trời ơi. Lỡ mà bây giờ không có thời gian bao nhiêu chuẩn bị qua giảng mà cứ ngồi nó hết 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 quá. Rồi xong mà giải quyết cái chuyện bà nói chuyện này kia bà vui vẻ. Giờ bà qua đây bà ngồi nghe giảng nãy giờ bà cười. Cười sặc sặc nãy giờ. Thấy chưa? Không làm sao không biết mà làm ta cười là ngon rồi đó quý vị. Đúng không? 10 giờ 15 phút rồi đó. Đó mình là tính ra 1 tiếng 45 phút rồi đó quý vị. Thấy chưa? Ca sĩ hát một bài mấy phút. Này ca sĩ làm 1 tiếng 45 phút không đơn giản. Ồ. Mà cười từ đầu tới cuối nghe. Mặt tươi rối. Chân cẳng thấy đau. Đau không? Đau chưa? Nhưng mà do vui á. Vui nó quá giải bớt á nghe. Vẫn đâu. Không vậy là cách chia sẻ Phật pháp này là phù hợp với quý vị. Phù hợp không? Phù hợp mà.
Đúng không? Nên tất cả những người khổ trong cuộc đời này đừng bao giờ nói rằng tôi khổ nhất. Nếu mình nói mình khổ nhất thì mình đi tiêu cực. Và phải nói rằng là trong cuộc đời này ai đến đây đều có khổ. Đúng không? Đã mang thân này thì có khổ. Mang thân này là có khổ. Đẹp, xấu, lùng, lé, hô, súng đều khổ hết. Hô những đức. Vâng. Thấy chưa? Nhưng quý vị nhớ bị niệm Phật đi nghe. Cái xấu nào mà niệm Phật đắp vào là nó đều có cái đẹp. Thấy những đức không có đẹp nhưng mà lại có gì? Duyên. Không? Không có đẹp mà có duyên. Mà có duyên nó có duyên là nó đạt 70%. Mà đẹp mà vô duyên là mất 70%. Nó thiệt, ai mà đẹp mà vô duyên đi mất 70%. Vì quý vị mà niệm Phật nghe, quý vị xấu quý vị không cần sợ. Vì sao? Vì niệm Phật mình có duyên rồi. Đúng không? Chắc chắn là quý vị sẽ có duyên. Nên từ nơi đó phải có duyên nghe chưa? Có duyên thì Phật có giảng sanh nhau. Không có duyên đố mà giảng sanh. Chúng ta có duyên thì chúng ta mới nghe tịnh độ nè. Cái tịnh độ này là cái pháp tu có duyên. Còn ai mà vô duyên là không có tu tịnh độ được đâu. Mà tu nó có duyên nghe, mà sợ họ không chịu tu. Vô duyên là không gặp á, sao tu? Nó mình là có duyên lắm đó quý vị. Đúng không? Dạ. Đúng không? Vậy làm gì phải cố gắng niệm Phật nghe? Dạ. Đúng không? Cái này chắc là cũng một kiếp xa xưa gì, cũng có hẹn hò nha. Đúng không? Mà giống như Đức nói mấy cô mà đi theo như Đức cả trăm người phục vụ chúng chùa, như Đức nói đây cũng chắc là cung tần mỹ nữ gì đó. Thời xa xưa quý vị, rồi ông vua ông giác ngộ tu hành về nói cho cung tần mỹ nữ biết, chậm đã giác ngộ Phật pháp rồi, năm mấy mười năm xong trong cái cõi ô trượt này, trong cái danh lợi hận thua đâu đó giành giật và giết với nhau, hôm nay chậm đã gặp được Phật pháp rồi, mong tất cả cung tần mỹ nữ hãy tiếp nhận Phật pháp đi và phát nguyện hẹn gặp ra. Nói đâu để chạy nước miếng. Tôi biết bà cũng phát nguyện với mỹ ương, giờ bà đi theo mình bà cùng phục vụ chúng sanh với mình có phát nguyện á, còn mấy bà để biết cùng gì đấy á. Này cũng phát nguyện đó nghe quý vị, nó ngồi nhau gì nè. Nên mỗi buổi giảng mà mấy bạn ngồi bà động viên tinh thần, bà vỗ tay sùm bà la lối tá lả binh, nhưng mà làm mà cũng hướng giảng. Chứ mà gặp giờ mà trên đây mình giảng mình la lối sùm, la sùm ở dưới chắc la cho đúng đô, la lên, la lên một chút rồi Nam Mô Phật hồi hướng nghị, la hết nổi. Không có cổ vũ quý vị. Giờ như Đức nói quý vị, một cái đội bóng đá nghe mà nó không có một người nào cổ vũ hết trơn, đá yếu, đá yếu quý vị, không ai cổ vũ nó. Bây giờ như Đức nói quý vị chơi cái trò chơi kéo co thôi, bây giờ chơi trò chơi kéo co, một bên nó la còn bên đây bảo đảm bị bên kia nó kéo đi liền. Nên cái kiểu mà hô hà nó cũng dữ lắm. Nên những đứa cảm ơn mấy cái bà hô hà này. Mà cái công đức nhân duyên của mấy cái người mà vỗ tay mà la lối này cũng hay. Biết sao? Vì nó làm cho mấy bà buồn ngủ tỉnh. Thấy rõ ràng mà. Có cái bà ngồi bà nghe pháp, bà ngồi bà chuẩn bị ngủ bà làm nè. Cái bà ngồi kế bên bà vỗ bà la lên cái bà kia, nó cái gì ạ? Vỗ theo giúp bà này tỉnh luôn. Vỗ tay nó có một cái công năng cực kỳ hay, đó là một sự đoàn kết giữa con người với con người. Đúng không?
Và khi hai cái tay vỗ lại với nhau làm cho máu huyết lưu thông, tim mạch điều hòa. Mà mấy cái việc này nó đặc biệt rồi thì cuối cùng là gì? Bộ não được thông suốt, trí tuệ phát sinh. Quá đặc biệt. Chỉ có một việc vỗ tay thôi mà vậy đó. Hiểu không? Nó quá hay. Hay không? Đó. Hay cười lên cái coi. Nhớ phải thường cười nghe chưa? Cười. Ông nói thiệt, cái hội chúng mình là số 1. Hội chúng mình đúng là hội chúng năng lượng. Nên kích là thích. Thật sự luôn. Chứ gặp mà cái hội chúng mà không có niềm vui, bị có kích cỡ nào cũng không cười. Cười đi coi. Đặc biệt không? Đúng là giống có sẵn luôn. Không dễ đâu quý vị. Cái người mà họ mà không có năng lượng quý vị, họ không có cười được gì đâu. Làm gì có cái chuyện mà đụng cái không, khó lắm quý vị ơi. Cái người mà không có năng lượng quý vị, họ cười xả dao quý vị biết không? Nhìn như con khỉ bạc má. Buổi sáng chuyện gia đình đang lu bu lộn xộn, bước vào công sở gặp nhau chào nhau, chào chị, chào anh, như giống như hoa nở dội tàn, đúng không? Còn cái người mà có năng lượng này, khi họ cười xong nghe, là họ không cười nghe, mà miệng họ vẫn cười. Vì cái năng lượng là gì? Cái năng lượng là cái nhựa sống quý vị. Cái nhựa sống nó làm cho cái nguồn năng lượng của mình nó tăng 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 lên. Nó một cái tăng thôi là nó đã dữ dằn lắm rồi. Mà cái này mà năng lượng mà nó làm cho mình tăng 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 lên, thì nghĩ cỡ nào chưa? Bởi vì khi mà mấy cô mà cười xong nghe, khi mấy cô không cười thì miệng mấy cô vẫn nở hoa. Nên những người mà ung thư, những người bệnh này bệnh kia không có thuốc trị, một phương pháp trị bệnh cực kỳ đặc biệt mà không tốn tiền mà lại tốt đẹp vô cùng, năng lượng tăng trưởng là từ đâu? Cười. Cười. Nhà Đức dạy cho cái ông này nghe quý vị. Ông bị ung thư, ông buồn cực kỳ buồn. Nhà Đức đưa cho ông một cái mắt kiến. Ý không phải mắt kiến là cái gì? Cái gương. À cái gương. Nhà Đức nói ông coi nè, ông nhìn tôi, đây là cái gương. Ví dụ Nhà Đức nhìn vô, Nhà Đức làm nè. Ông cứ làm vậy đi. Ban đầu ông chưa cười được, ông làm giống như khùng vậy đó. Rồi ông nhìn vô gương, ông nhìn ông giống khùng quá. Rồi tự nhiên ông mắc cười. Ông nghe Nhà Đức giảng thêm, cứ cười đi. Thấy không? Một tháng sau ông lại đây ông gặp Nhà Đức. Ông có làm hay không, Nhà Đức nhìn ông, Nhà Đức biết liền. Còn nếu ông không làm thì ông sẽ biến mất luôn, không bao giờ đến đây đâu. Chắc chắn ông luôn. Tuy mình nói vậy mà mình biết ông không làm là ông không bao giờ đến tìm mình nữa đâu. Một tháng sau ông đến, mình biết ông này có làm. Chắc chắn hành trì được lợi ích mới tìm, đúng không? Xong ông đến, ông gặp Nhân Đức. Ông vừa gặp Nhân Đức xong làm nè. Rồi dính rồi. Được không? Thấy ổn không? Công nhận thiệt. Tốn bao nhiêu tiền bạc trị bệnh không xong. Một cái chuyện chỉ đơn giản của thầy mà bây giờ con phấn chấn vô cùng khỏe. Đặc biệt chưa? Cười thôi. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ quý vị à. Hồi nãy giờ cười bao nhiêu nụ cười rồi? Nhiều lắm đúng không? Tiền đây. À! Tiền đây. Đó. Không? Nó chỉ là trái tim thôi đúng không? À, cảm ơn bằng tặng trái tim thôi đúng không? Dạ được rồi. Chúng ta quyết chí đời này về cực lạc quý ơi. Ai với đà bà. Tính nguyện niệm Phật về cực lạc quý ơi. Ai với đà bà. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh về tịnh độ.